Sự kiện Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ đề nghị đăng ký đối với Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi về việc tiếp công dân thường kỳ. Tuy nhiên, sau đó Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi đã từ chối tiếp vị Phó Giám đốc Sở này. Hiện nay có rất nhiều cái luồng quan điểm về cái việc từ chối tiếp công dân là đúng hay là sai. Thưa quý vị và các bạn, tôi là một luật sư thì tôi đã giải quyết rất nhiều cái vụ việc trong cái vấn đề tiếp công dân. Thế thì ai cũng có quyền đề nghị tiếp công dân. Tuy nhiên, để xác định rằng là cái việc từ chối này là đúng hay là sai thì chúng ta phải xác định rằng là cái quan hệ là quan hệ gì? Quan hệ hành chính công vụ hay là quan hệ hành chính giữa người dân và chính quyền? Ở đây chúng ta có thể phân tích rằng là nếu là quan hệ nào thì sẽ có pháp luật điều chỉnh như vậy cho nó phù hợp. Quay lại câu chuyện Chủ tịch tỉnh từ chối tiếp công dân với Phó Giám đốc Sở Công nghệ. Ở đây chúng ta phải xác định như này, hai vị này đều là công chức, đều là cán bộ, đều là những người có chức vụ quyền hạn trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, cấp trên và cấp dưới. Đây là hai chủ thể. Thứ hai nữa, về nội dung mà cái vị Phó Giám đốc Sở này đề nghị, đó là công tác về quản lý khoa học, quản lý hành chính từ năm 2017 đến năm 2023. Thế thì như vậy, cái quan hệ này nó có chủ thể, nó có nội dung thể hiện đây là một quan hệ hành chính, công vụ. Thì khi đã xác định như vậy thì nó phải là quan hệ hành chính, công vụ thuộc đối tượng điều chỉnh của luật cán bộ công chức, thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định 24 năm 2014, chứ nó không phải là quan hệ hành chính đơn thuần. Khi một quan hệ nó đã có đối tượng, nội dung rõ ràng như vậy thì nó phải nằm trong các cái đối tượng điều chỉnh của luật cán bộ công chức, chứ nó không còn nằm trong đối tượng điều chỉnh của luật tiếp công dân. Đó. Do vậy, quan điểm của tôi trong trường hợp này, khi xác định rõ quan hệ, rõ nội dung thì chúng ta khẳng định rằng là cái việc từ chối của Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi trong việc tiếp công dân đối với Phó Giám đốc Sở Khoa Công nghệ là việc làm đúng quy định pháp luật. Có nhiều quan điểm cho rằng ông này là Phó Giám đốc Sở, là một công chức, nhưng cũng không thể tách ông ấy khỏi cái thân phận ông ấy là một công dân. Tôi đồng ý vấn đề này. Tuy nhiên, ở đây chúng ta phải phân biệt rõ cái nội dung mà vị Giám đốc Sở lại đề nghị là quan hệ xã hội đơn thuần, quan hệ hành chính đơn thuần hay là quan hệ công vụ, chức vụ. Chúng ta phải tách biệt được như thế. Trong trường hợp này, nếu vị Giám đốc Sở đóng vai trò là một công dân, khiếu nại, tố cáo, phản ánh lên Chủ tịch tỉnh về cái vấn đề là vị này điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn trong máu bị xử phạt, thì lúc này nhé, đây là quan hệ hành chính và là quan hệ giữa một công dân bình thường đối với cơ quan hành chính nhà nước. Lúc này nó lại nằm trong đối tượng điều chỉnh của luật tiếp công dân. Do vậy, để xác định đúng hay sai thì chúng ta phải xác định quan hệ là quan hệ hành chính công vụ thuộc đối tượng điều chỉnh của luật công chức hay là chỉ là quan hệ hành chính đơn thuần giữa một công dân và cơ quan hành chính nhà nước thuộc luật tiếp công dân. Làm rõ quan hệ, làm rõ luật điều chỉnh thì chúng ta có ngay lập tức câu trả lời rất là rõ ràng, minh bạch để trả lời cho câu hỏi Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi từ chối tiếp công dân với vị Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ là đúng hay sai. Rất đơn giản, rất dễ dàng. Thưa quý vị và các bạn, đây là một cái việc nó diễn ra trên thực tế. Nếu không có sự phân tích khúc chiết rõ ràng cụ thể thì chúng ta sẽ bị nhầm lẫn về quan hệ và nhầm lẫn về luật điều chỉnh. Do vậy, khi bước vào một cái vụ việc hành chính, dân sự hay hình sự thì người dân nên mở rộng cái tư duy của mình ra và tham vấn luật sư để có những hành xử, có những quyết định đúng đắn, tránh mất nhiều thời gian công sức và gây ra những cái hệ lụy pháp lý không tưởng sau này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.